Admin của Thế Giới ơi xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về một con vật được gọi là đầu cơ nghiệp của người nông dân Việt Nam nhé. Không loài nào khác, đó chính là con trâu hay còn gọi là trâu nước. Chúng thuộc họ trâu bò, phân bộ nhai lại, nhóm sừng rỗng của bộ quốc giảng. Trâu nước phân bố chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á, Nam Á, miền Bắc nước Úc và thậm chí còn ở khu vực Nam Mỹ. Họ trâu bò được biết đến thông qua các mẫu hóa thạch xuất hiện khoảng 20 triệu năm trước. Trên thế giới hiện có hai nhóm trâu, đó là trâu rừng châu Phi và trâu châu Á, hay còn gọi là trâu nước. Trâu nước có danh pháp khoa học là Bruspelus. Bruspelus chúng được thuần hóa cách đây khoảng 7.000 đến 6.300 năm. Châu Á được xem là địa bàn của loài trâu, bởi hiện nay nơi đây chiếm tới 95% số lượng trâu trên thế giới. Riêng ở Ấn Độ chiếm hơn một nửa con số này. Hai loài trâu nhà có mặt tại châu Á gồm trâu đầm và trâu sông. Trâu sông sống ở vùng cao, còn trâu đồng sống ở miền nhiệt đới. Theo phân tích phát sinh loài thì trâu nước sông có nguồn gốc ở miền Tây Ấn Độ. Trâu nước được nuôi để lấy sức cày ruộng, lấy thịt và sữa. Sữa trâu là loại sữa có lượng mỡ béo cao nhất trong các loại sữa gia súc. Da trâu sông có màu đen, nhưng một số mẫu vật có thể có da sẫm màu như đá phiến. Trâu đầm lầy lúc mới sinh có màu da xám, nhưng về sau trở thành màu xanh lam. Ở một số quần thể có trâu bạch tạng, nhưng con số này là rất ít. Trâu sông có khuôn mặt tương đối dài hơn, chu vi nhỏ hơn, tứ chi to hơn trâu đầm lầy. Các gờ lưng của chúng kéo dài ra sau và thon dần về phía sau. Sừng của chúng phát triển hướng xuống phía sau, sau đó cong lên theo hình xoắn ốc. Trâu đầm lầy có thân hình nặng nề, chắc nịch, cơ thể ngắn và bụng to, trán phẳng, mắt nổi rõ, mặt ngắn và mõm rộng. Cổ là tương đối dài, vai và mông nổi bật. Một đường viền lưng kéo dài về phía sau và kết thúc đột ngột ngay trước phần cuối của ngực. Sừng của chúng mọc ra ngoài và cong theo hình báo nguyệt, nhưng luôn nằm trên mặt phẳng trán, đuôi ngắn chỉ dài tới cổ chân. Kích thước cơ thể và hình dáng sừng giữa các giống loài thường khác nhau. Một con trâu đực trưởng thành có chiều cao tính tới vai là khoảng 129-133 cm, đôi khi còn cao tới 1,6 m. Với con cái thì có chiều cao dao động từ 120-127 cm. Trâu nước có chiều dài từ đầu tới gấp đuôi dao động từ 2,4-3 m. Chúng có chiếc đuôi dài từ 60-100 cm. Một con đực trưởng thành có cân nặng từ 300-550 kg, có những trường hợp lên tới 1.100 kg. Trâu nước phát triển mạnh tại những nơi có các loài thủy sinh. Chúng ăn lau sậy, những thực vật phát triển nơi đầm lầy. Trong chăn nuôi, chúng được vỗ béo bằng các thức ăn thô, xanh hoặc một số loại cỏ khô. Một trâu nước bắt đầu sinh sản khoảng từ 3-3,5 tuổi. Chúng có thể sinh sản kéo dài cho đến lúc 12 tuổi hoặc hơn thế. Thời gian mang thai từ 281-334 ngày. Có báo cáo lại nói là 300-320 ngày. Trâu đầm mang thai lâu hơn trâu sông từ 1-2 tuần. Trâu nước có thể sống tới 30-40 năm. Tại Việt Nam, ở một số nơi có tổ chức lễ hội chọi trâu, đặc biệt như lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn diễn ra vào ngày 9 tháng 8 âm lịch hàng năm. Những con trâu chọi phải có thể hình ngon lành, cổ to, sừng đẹp, cân nặng ít nhất là 800 kg. Trên đây là một số thông tin thú vị về loài trâu nước. Các bạn có câu chuyện nào thú vị về loài trâu này thì có thể để lại bình luận ở bên dưới giúp mình nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.